Xin chào quý anh chị và các bạn, mình là Trần Thắng. Và ngày hôm nay thì Thắng có video chia sẻ với quý anh chị rằng một chủ đề là làm sao khi mua bất động sản dự án mà mình né được cái dự án ma. Thì cái dự án ma ở đây mà Thắng định nghĩa như thế nào? Nghĩa là sau này khi xong dự án thì nơi đó này sẽ không có người về ở. Đó là một nơi rất là hoang vắng. Bởi vì là bản thân mình đã sống ở Nhân Trạch và cũng đã xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Và trước đây khi mình nhắc tới Nhân Trạch ấy thì có một cái sự mang tiếng, đó là thành phố ma Nhân Trạch, đúng không ạ? Và khi mà sâu chuỗi và suy nghĩ tất cả một cái thì Thắng có một số vấn đề muốn chia sẻ với anh chị để làm sao khi chúng ta mua bất động sản ấy, né bất động sản của chúng ta trong cái dự án đó nó không phải gặp cái trường hợp bị như vậy. Bởi vì khi bị như vậy không có người về ở, phải không? Không có tiện ích, mọi thứ xung quanh không có thì chắc chắn bất động sản của chúng ta nó sẽ rất là khó có thể mà tăng trưởng bền vững được, đúng không quý anh chị? Thì ở đây có hai vấn đề. Cái thứ nhất đó là bất động sản đó thuộc chủ đầu tư nào làm. Thì ở đây có hai chủ đầu tư. Thứ nhất, chủ đầu tư mạnh, có tiềm lực tài chính tốt. Đó, thứ hai là chủ đầu tư bình thường, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái điểm mạnh, cái điểm yếu của hai ông chủ đầu tư này. Và khi chúng ta phân tích được ra thì chúng ta sẽ dễ dàng và sẵn sàng đầu tư, cho dù ông ấy là chủ đầu tư nhỏ hay là ông ấy là chủ đầu tư mới, được không các bạn? Thì đối với ông cái chủ đầu tư mạnh thì cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là ông ấy rất là nhiều tiền rồi. Đó, và ông ấy nhiều tiền như vậy thì nó rất là dễ. Các bạn nhìn này, nhìn vào những chủ đầu tư lớn như vậy thì chúng ta thấy rằng là ông ấy sẽ tập trung vào cái việc mà tạo ra giá trị cho cái dự án và tạo ra giá trị cho cái toàn bộ cái khu vực đó. Đó, bởi vì ông nhiều tiền mà. Đó, và để tạo ra giá trị là sao? Nên ông ấy có nghĩa là dự án nào thì cũng sẽ là phân lô và bán nền hết, đúng không ạ? Nhưng cái ông chủ đầu tư lớn ấy thì ông ấy sẽ là cho giá trị trước, tạo ra giá trị trước. Có nghĩa là sẽ ông ấy sẽ dựng lên này, siêu thị này, trung tâm thương mại này, trường học này, bệnh viện này, các dịch vụ ăn uống này, các dịch vụ về giải trí này, du thuyền này, rồi là công viên này, là tất cả mọi thứ hầu như là có hết về phục vụ cái dịch vụ cơ bản của một con người, để làm sao mà cái lượng dân cư khi mà về đó ở thì hoàn toàn có thể sinh hoạt trong đó và không phải đi xa, không phải đi ra ngoài, cho nó đáp ứng được đầy đủ hết rồi đó, đúng không ạ? Thì cái ông chủ đầu tư này ông có cái nữa đó là ông ấy có cái sự uy tín. Chính vì vậy khi mà ông đi tới đâu ấy là ông kéo được rất là nhiều khách hàng. Khách hàng của ông là ai? Những người đầu tư và những cái người mà muốn về đây để an cư và lập nghiệp sinh sống trong cái dự án bất động sản của ông ấy. Đó. Và thường thường thì những ông này ông đi tới đâu ấy là ông ấy sẽ tạo ra một cái luồng sóng cho hầu như toàn bộ cái khu vực đó. Các bạn cứ để ý mà xem. Đó. Bởi vì là ngày xưa mình cũng vậy, mình cũng thấy những ông lớn ông đi tới đâu ấy là mình sẽ đi theo. Bởi vì là họ là những người lớn rồi, họ là những người giỏi rồi, đội ngũ của họ có những người xuất sắc rồi, họ đã nghiên cứu thị trường sẵn rồi, và chúng ta chỉ việc đứng trên vai những gã khổng lồ thôi. Đó, đi theo họ. Và một là nếu dự án của họ được thì chúng ta mua trong bất động sản dự án, và không thì chúng ta mua những bất động sản của gần dự án của họ. Đó, nó cũng rất là tốt, bởi vì là cả khu vực nó sẽ đi lên theo. Còn đối với ông chủ đầu tư vừa và nhỏ và mới thì như thế nào, chúng ta cùng nhau phân tích. Đối với ông chủ đầu tư lớn mạnh ấy thì ông đi đâu thì hầu như là rất nhiều nhà đầu tư biết biết để là đi theo ông ấy. Còn đối với ông chủ đầu tư vừa nhỏ và mới này ấy, thì hầu như mọi người không quan tâm. Đến khi ông làm dự án thì mới tính tiếp thôi, đúng không các bạn? Thì chắc chắn rằng cái tầm tài chính của ông sẽ không thể nào mà bằng ông kia được đó. Còn về việc thứ hai là tạo ra giá trị, thì nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy có cái điều này này. Đối với những dự án mà nó đã hình thành trước mà nó không có nhỏ ấy, thì có một điều rằng là nó không có cái tiện ích các bạn. Trong khu dân cư, trong dự án nó không có tiện ích, không có trường học, không có bệnh viện này, không có giải trí và dịch vụ ăn uống, chợ búa, rất là thiếu thốn. Về đáp ứng một nhu cầu cơ bản của một con người thì nó rất là thiếu. Đó. Và nó xa khu dân cư hiện hữu. Chính vì vậy, mặc dù dự án nó làm đường xá xong hết rồi, nhưng mà rất ít người dám về đó ở. Bởi vì buổi tối mà về đó ở, nó xa khu dân cư hiện hữu rồi,
đi buổi tối muốn mua đi mua ra thùng bia này, hay đi muốn mua con cá này thì đi ra trời tối, Thắng đảm bảo là phụ nữ là không dám đi luôn đó. Bạn thấy không, cái từ khóa nằm ở cái vị trí này nhé. À, chính vì vậy mà các ông có thường có một cái chủ đầu tư nhỏ có mà đã làm rồi mà không ai về ở thì mới hỏi ông ấy rằng là vậy tại sao không xây những cái dịch vụ đó lên, thì ông ấy rằng ấy, chưa có người dân về ở thì chúng tôi chưa có xây, đúng không ạ? Còn người dân thì nói rằng là trong đó chưa có dịch vụ thì chưa vào ở, thì nó khác nhau ở chỗ đó. Còn ông chủ đầu tư lớn này, ông không cần biết là có phải ở hay không, nhưng mà ông sẽ tạo ra thật đẹp, thật nhiều và thật đầy đủ. Vì khi mọi người thấy đẹp, nhiều và đầy đủ như vậy thì mọi người tự khắc muốn vào ở. Thì nó khác nhau ở cái điểm đó. Và cái từ khóa của ông chủ đầu tư vừa nhỏ và mới như vậy này, thì các bạn nhìn thấy không? Trên trục đường không? Như cái video thang quay ấy, là từ dự án đi ra khu dân cư hiện hữu, nó rất là gần, có khoảng 500 mét là chúng ta tới trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, rồi là chợ, rồi là các quán ăn, các dịch vụ pizza, rồi karaoke, hầu như là khu dân cư hiện hữu ở sát luôn đi, sát luôn cái dự án. Chính vì vậy là đối với những cái dự án mà vừa nhỏ và mới như vậy thì cái từ khóa ở đây là các bạn phải là sát khu dân cư hiện hữu càng tốt, bởi vì là họ chưa có đủ tiềm lực tài chính để mà tạo ra những cái giá trị như mà Thắng nói ở kia, như là bệnh viện, như là trường học, như là những cái tiện ích đẳng cấp khác, là họ chưa có làm được cái điều đó đó. Nhưng nó sẽ được bù đắp qua bởi là cái vị trí này nó gần với khu dân cư hiện hữu, thì không sử dụng khi người dân về đó ở, chúng ta không sử dụng trong dự án được vì dự án chưa có, thì chúng ta sẽ ra ngoài cách khoảng 500 mét, 1 km, có đầy đủ như vậy thì hoàn toàn cũng có thể đáp ứng được mà không cần, chưa cần trong dự án phải có. Đến khi này sau này người dân về đây ở trong về dự án ở nhiều thì họ thấy nhiều rồi thì sẽ hình thành thêm những cái tiện ích cơ bản cho nó hoàn thiện và đồng bộ hơn đó. Nên là các bạn nhớ cái việc này nha. Và đôi khi các bạn cứ thống kê lại xem những cái dự án ấy mà nó nhìn trên vệ tinh Google Maps ấy nha, những dự án mà nó đã hình thành mà không một bóng người về ở, và nói về thành phố ma ấy hay không ít người về ở, thì bạn thấy rằng xung quanh nó rất là vắng, nó xa dân cư hiện hữu, nó thiếu tiện ích đó. Chính vì vậy các bạn nhớ được cái việc này thì chúng ta sẽ tự tin trong cái việc mà phân loại những dự án bất động sản để làm sao chúng ta tự tin chúng ta đầu tư. Và cái vị trí của bất động sản ấy nó sẽ thuận trên cái đường đi về trung tâm thì càng tốt, tránh trường hợp đi ngược đường nha. Đi ngược đường về trung tâm là một cái cực kỳ là bất tiện, nên các bạn cũng lưu ý luôn. Và cái điều cuối cùng là sổ sách và pháp lý, chúng ta phải nghiên cứu cho nó thật là kỹ, được không các bạn? Thì đây là toàn bộ những gì Thắng muốn chia sẻ với các bạn, hy vọng rằng nó hay và giúp ích được cho các bạn. Góc nhìn của bạn như thế nào, bạn có thể comment lên đây để Thắng và người khác có thể học hỏi được từ bạn. Xin cảm ơn.